Như vậy nói vậy là sao chú Bảy? Cô Loan không biết hạt dẻ là con của cô Loan hả chú Bảy? Nếu như vậy, nếu mà vậy thì tội nghiệp hạt dẻ quá chú Bảy. Tôi nói chú nghe, con người ta ai cũng có ký ức, nhưng mà không phải ký ức nào cũng đáng nhớ. Có những người có những cái quãng đời đó người ta muốn quên mà quên không được. Nhưng mà nếu nhờ cái gì đó mà người ta có thể quên hết được những cái chuyện đáng quên thì đó cũng là phước, là phần của họ đó. Tôi hỏi thiệt nè, nếu như bây giờ bà cho út nhỏ là cô Loan đi, thì chú có thấy cô Loan đó sống với thằng ngót cháu tôi đó là sung sướng hạnh phúc hơn hồi xưa không? Tính cách gì á thì lo mà tính lẹ đi. Nhất là trong những ngày này nè, ông Hào ông đang bị rối trí về chuyện gia đình vợ con, coi như đây là sơ hở để bà tính cách. Ủa nhà chả có chuyện gì hả? Bà Liễu bà bị hư thai, không biết dưỡng thai cái kiểu gì á mà thai bị chết luôn. Bây giờ ông Hào ổng như người bị mất hồn vậy đó, mất hết đứa con này tới đứa con khác. Bà Liễu bà quen dạ, sợ sau này khó có cơ hội mang thai nữa. Ừ, để tôi nói cho ông Chu biết sớm. Đây, cơm gà của ông đó, ông Chu cho ông đó. Cảm ơn nha. Thôi không có chuyện gì tôi đi nha. Khoan, cái gì mà gấp vậy? Cái gì nữa? Đây nè, cái này là của tôi, cầm đi. Cái gì nữa đây? Thôi tôi có lấy đâu. Thôi thôi thôi, bộ ông điên hả? Tôi có làm đâu. Thôi nha. Nè, cầm đi, mở ra coi trong đây bao nhiêu tiền, hiểu không? Lúc đó từ chối cũng được mà. Cái chuyện tôi nhờ ông á, nó nhỏ xíu à, cái này mới lớn.